cho vị cha chung. Cha kính, tối nay con tham dự buổi cầu nguyện và ban phép lành toàn xá với cha từ quê hương của con. Con nhìn thấy cảnh cha bước đi khập khiễng trong trời mưa, cảnh vật Vatican im lìm, lòng con thổn thức, cảm động và thấy xót trong lòng quá cha ạ. Con biết trên khắp thế giới cũng có hàng triệu con tim thổn thức khi nhìn thấy cha trong cảnh vật như thế. Quảng trường Vatican mọi ngày, các tín hữu khắp nơi tụ về đông đảo, nhất là những lúc có cha hiện diện. Nhưng tối nay, quảng trường trống vắng, cha nói với một khoảng không bao la. Nhưng cha biết là con cái cha trên khắp hoàn cầu đang hiệp lòng cùng cha cầu nguyện, đang lắng nghe cha nói. Mỗi người, mỗi nhà, với chiếc vi tính hay điện thoại, chúng con đã hướng về cha, lắng nghe những lời cha dạy và lãnh nhận phép lành cha ban. Bình thường thì cha cũng đã có trăm công nghìn việc để mà lo lắng rồi, lo lắng cho con cái khắp năm châu. Nhưng trong cơn đại dịch này, mỗi ngày số người chết gia tăng, trong đó có cả linh mục và tu sĩ của cha. Người nhiễm bệnh gia tăng trên khắp nơi. Các nhà thờ hầu như không có thánh lễ, không có các sinh hoạt tôn giáo chung trong thời gian cao điểm nhất của năm phụng vụ. Cha lo lắng là giường nào cho con cái cha, những tín hữu trên khắp hoàn cầu. Làm sao để chúng con có thể giữ vững niềm tin trong hoàn cảnh như thế này? Làm sao để chúng con có thể sống niềm tin khi không được đến nhà thờ? Lòng cha lo lắng biết bao cho con cái khắp nơi trên thế giới. Cha đã hướng dẫn cho chúng con mọi thứ có thể để sống niềm tin, và cha luôn tìm mọi cách để nâng đỡ chúng con. Tối hôm nay, cầu nguyện cùng cha, nhìn thấy cha cầu nguyện với mẹ và với Chúa Giêsu trên thập giá, thật thánh thiện, gần gũi và dễ thương quá đỗi. Qua đó giúp con thêm mạnh mẽ hơn, xác tín hơn vào Chúa. Con thật hạnh phúc vì mình có niềm tin vào Chúa, vì con được làm con giáo hội, được cùng với anh chị em Kitô hữu trên khắp hoàn cầu cùng cầu nguyện với cha tối hôm nay. Cảm ơn Chúa đã chọn gọi cha và trao cho cha trọng trách cai quản giáo hội của Chúa trên trần gian này. Cảm ơn cha đã luôn ở bên chúng con trong mọi lúc. Cảm ơn cha đã luôn cầu nguyện, chăm sóc, dạy dỗ và lo lắng cho chúng con mọi khi với tình của một người cha. Con thương cha lắm, con thấy cha lo buồn, con không biết làm gì hơn. Con chỉ biết lo lắng cùng cha, con cầu nguyện cho cha mỗi ngày. Con xin Chúa ban cho cha sức khỏe, bình an, sự khôn ngoan của Chúa. Xin Chúa luôn ở cùng cha, xin Chúa nhậm lời cha. Chúng con luôn hướng về cha và sống tốt bổn phận của chúng con hàng ngày. Và như lời cha dạy tối hôm nay, qua biến cố đại dịch này, chúng con phải biết nhìn lại để điều chỉnh cuộc sống cho phù hợp. Phải biết tín thác vào quyền năng của Chúa, hy vọng sẽ được Chúa cứu thoát. Xin Thiên Chúa chúc lành cho cha và xin cho cơn đại dịch mau qua, cho chúng con được bình an, để lòng cha được an tâm. Con của cha, Mây Trắng. Thank you.